Ren ơi, Ren muốn thả dừa nào trước? Dừa rồng trước phải không? Nhưng mà Ren ăn sữa chua xong đi rồi thả nha. Trời vẫn còn nắng lắm. Rồi bây giờ mình bày dìu ra đi Ren. Đây là con dừa rồng nha các bạn. Dừa rồng, nó biết bay được. Ren cầm dìu đi Ren. Hôm nay mình sẽ thả con dìu rồng này nha Ren. Gió quay cậu quá ba ơi. Rồi hết rồi. Rồi. Dừa rồng đã lên cao. Ren thích không Ren? À, mấy bữa nay trời mưa quá mình không đi thả diều được, hôm nay trời hết mưa mình đi thả diều quá đã. Chút nữa mình thu dây diều là về ha. Rồi mình thử thả con diều cá mập lên như thế nào. Cá mập bám bể để mở cho nó. Đúng rồi. Còn chị đây mẹ nào hơn đó. Ừ, vậy bây giờ mình thu dây về nha. Rồi, đúng rồi. Rồi, đang quay nha, để cho mẹ thu dây diều nha. Thu từ từ thôi. Xong rồi. Đợi gửi dây dừa thôi, rồi mẹ quấn lại cho em phụ Ren đi.